Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV. Hiện tại Đức đang có mặt cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 1 gần dòng xe An Phú, thượng ngang Bình Dương hướng về 150-200m nha, phía bên tay phải nha các bạn. Và ngày hôm nay thì cũng đầu tháng 6, Đức xin cập nhật giá cho bạn về dòng xe Venpha 2021 ha. Thì đối với Venpha phiên bản 2021 này thì nó cũng được 5 màu sắc. Màu đầu tiên đó là màu đỏ nè, màu thứ hai đó là màu đen, màu thứ ba đó là màu trắng, màu thứ tư nữa là màu xanh lơ các bạn, màu thứ năm là màu xanh dương ha. Đó là tổng cộng 5 màu sắc của phiên bản 2021 thì bên mình đang bán mức giá là 20 triệu nha. Giá này đã có VT rồi, chưa có phí đăng ký cây biển số các bạn. Thì những bạn nào muốn biết giá chính xác cây biển số thì các bạn cứ comment phía bên dưới ha, hoặc là gọi điện trực tiếp cho bạn Ngân thì bạn Ngân sẽ tư vấn cho các bạn luôn. Còn những bạn nào mà muốn mua xe trả góp thì thủ tục rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình chứng minh nhân dân nè, bằng lái nè. Nhưng bạn nào không có bằng lái á, thì cần hộ khẩu ha, và trên 18 tuổi là mình sẽ mua xe được. Và cái số tiền trả trước tối thiểu cho dòng xe Venpha 2021 này thì trả trước thấp nhất là khoảng 5 triệu thôi là các bạn sẽ mua xe được rồi. Và kỳ hạn là từ 6 tháng cho đến 36 tháng ha. Và mình sẽ có 5 ngân hàng, ngân hàng sắt nè, HD nè, FE nè, Home Credit nè và ngân hàng quân đội đó. Thì về trả góp thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình á, ví dụ như là mình đang trả chậm hoặc là mình đang nợ xấu của ngân hàng A đi, thì mình có được mua xe trả góp hay không và có đậu hay không. Thì như các bạn cũng đã biết rồi, bên mình có hỗ trợ 5 ngân hàng. Nếu các bạn nợ xấu hoặc là trả chậm của ngân hàng thứ nhất thì các bạn vẫn có thể là góp ngân hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhưng mà cái đậu hay không đậu thì mình không biết chắc được nha, 50-50 á. Thì theo cái tình trạng cái hồ sơ cũ của các bạn như thế nào thì ngân hàng mới sẽ cho việc đậu hay không đậu ha, chứ bên mình không có chắc chắn là đậu hay không ha. Thì các bạn muốn biết đậu hay không á thì các bạn cứ lại cửa hàng, các bạn mua xe và lên hồ sơ đi thì các bạn sẽ biết được ha. Chứ này mình không biết trước được đâu, tại này bên đối tác thứ hai rồi, không phải cửa hàng mình không có bao hay là không có chắc chắn 100% được. À, còn những bạn nào hồ sơ tốt này kia thì bình thường ok, đậu ha 100% luôn. Rồi thì đây là những phiên màu sắc của Venpha 2021. Thì bên mình đó là đa số là chỉ có màu đỏ là nhiều, màu đen thì lâu lâu nó thỉnh thoảng nó về một chiếc ha. Màu đen này là đen từ trước đến sau luôn, trên tem là tem vàng ha, nhìn rất là nổi luôn. Những bạn nam nào đã thích màu đen á thì các bạn lựa chọn cái màu đen này, những bạn nam, hoặc là màu đỏ cũng được, màu đỏ màu trắng cũng được ha. Như chiếc này là cái tem của nó là 2020 nữa các bạn ha, tem cũ. Và chiếc này sẽ có công tắc bật đèn nha, còn công tắc bật đèn luôn đó. Còn những bạn nào mà mua tem mới như thế này nè ha, tem mới ha, các bạn nhìn thấy nó khác nhau hoàn toàn nha, những thấy nó khác nhau hoàn toàn luôn đó. Thì sẽ không có công tắc bật đèn. Nếu mà các bạn mà mua dòng xe mới 2021 á, không có công tắc bật đèn á, thì các bạn có thể là bên mình cũng có một cái thiết bị gọi là đậu công tắc bật đèn, chi phí sẽ là 400.000 thôi. Bên mình sẽ bảo hành 1 năm một đổi một cho các bạn, và cái thao tác á, lắp đặt thì rất là nhanh gọn luôn, không ảnh hưởng đến khả năng bảo hành của xe cũng như là không cắt dây điện gì hết nha. Đó, thì cái video mà quay về độ công tắc đèn á thì mình cũng quay cho bạn rất là nhiều về dòng xe rồi, thì những bạn nào chưa xem á thì các bạn có thể xem lại ha. Đó. Bên cạnh đó thì mình cũng xin nói với bạn một điều là một số bạn nào mà mua xe mới á, thì một số lưu ý ha, khi các bạn sử dụng xe mới thì có rất là nhiều bạn hỏi mình á, là thời gian đầu thay nhớt lần đầu tiên á vào khoảng thời gian nào là hợp lý nhất và ok nhất. Thì theo Honda Việt Nam á, sẽ khuyên các bạn á thay nhớt từ 300 đến 500 cây số đầu tiên ha, 300-500 cây số đầu tiên là mình thay nhớt lần đầu rồi, thay nhớt lần đầu nha. Đó, còn lần thứ hai là rơi vào mà đúng 1.000 cây trên đồng hồ thì 1.000 cây đó là cái lần kiểm tra định kỳ thứ nhất đó. Rồi mà khi các bạn mua xe Honda Việt Nam á, thì các bạn sẽ có 6 lần định kỳ, 6 lần kiểm tra định kỳ ha. Và 6 lần này các bạn sẽ kiểm tra miễn phí này kia, nhưng mà nếu mà có thay thế phụ tùng á thì các bạn sẽ mất phí, còn nếu mà bảo hành á, thì các bạn sẽ không bao giờ mất phí ha. Và 6 lần kiểm tra định kỳ này gãi đều từ tháng đầu tiên cho đến thứ 3 năm hoặc là 30.000 km. Thì thời gian kiểm tra định kỳ lần thứ nhất á, thì một tháng đầu tiên, tức là tới ngày 31, tới ngày 31 kể từ ngày mua, thì các bạn kiểm tra định kỳ lần 1 hoặc
trên đồng hồ hiển thị 1000 cây số ha, là các bạn phải thấm trên kỳ lần 1 rồi, nhưng mà lần đó vẫn thay nhớt nha. Đó là thay nhớt lần thứ hai á, tại vì lần đầu tiên á là từ 300 đến 500 là các bạn phải thay rồi, nên các bạn nên thay vào khoảng đó lần đầu tiên. Lần thứ hai là kiểm tra định kỳ lần 1 là các bạn thay nhớt ha, là đúng 1000 cây. Kiểm tra định kỳ lần thứ hai nó rơi vào từ tháng 1, từ tháng thứ nhất tới đến tháng thứ 6, hoặc là từ 1000 cây cho đến 6000 cây là các bạn kiểm tra định kỳ lần thứ hai. Kiểm tra định kỳ lần thứ ba là từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 12, hoặc từ 6 cây số, 6000 cây cho đến 12000 cây. Đó kiểm tra định kỳ lần thứ ba. Kiểm tra định kỳ lần thứ tư sẽ rơi vào từ tháng thứ 12 đến tháng thứ 18, hoặc từ 12000 cây cho đến 18000 cây. Đó là kiểm tra định kỳ lần thứ tư. Kiểm tra định kỳ lần thứ 5 sẽ rơi vào từ tháng thứ 18 đến tháng thứ 27, hoặc từ 18.000 cây cho đến 24.000 cây. Đó là kiểm tra định kỳ lần thứ 5. Kiểm tra định kỳ lần thứ 6 là sẽ rơi vào là tháng thứ 27 cho đến tháng thứ 36, và cây số là 24.000 cây cho đến 30.000 cây. Đó thì đó là 6 lần kiểm tra định kỳ tương ứng với cái thời gian bảo hành của mình luôn, đó là 30.000 cây số hoặc là 3 năm. Đó. Thì những bạn nào mua xe mới của dòng xe Honda thì các bạn nên nhớ ha, những cái mốc thời gian mà mình đi kiểm tra định kỳ để cho chiếc xe mình nó luôn hoạt động trơn tru, cũng như là đương được kiểm tra định kỳ đúng lúc ha, đúng thời điểm, và đặc biệt là thay nhớt. Đó thì như vậy thì làm cho xe của các bạn sẽ lâu dài hơn và sẽ bền hơn về đặc biệt là máy móc ha. Rồi, đó là mình chia sẻ thêm về những cái số lần kiểm tra định kỳ. Tại vì những bạn mà mua xe mới về á, ít khách hàng nào mà quan tâm đến cái vấn đề mà đó lắm. Hầu như là không quan tâm tới luôn, đến khi nào mà bên cửa hàng Honda họ gọi các bạn thì các bạn mới nhớ chắc là xe mình tới ngày kiểm tra định kỳ rồi, các bạn phải đi. Đó thì mình nên khuyên các bạn là chủ động để mình kiểm tra định kỳ cho xe của mình, bởi vì xe là xe của mình chạy mà, đâu phải ai chạy đâu. Mình phải quan tâm trước ha, để chứ mình trông chờ người ta nhắc cái mình mới đi thì đó cũng không hay lắm, tại xe của mình mà hư hỏng thì thay thế thì kia cũng là tiền của mình thôi ha. Vậy nên các bạn nên chủ động đi kiểm tra định kỳ ha. Đó là mình chia sẻ một chút xíu về cái chính sách bảo hành cũng như là cái thời gian kiểm tra định kỳ của dòng xe Honda ha, nó hơi dài dòng chút xíu thì các bạn chịu khó theo dõi giúp mình. Rồi thì đó là về dòng xe Venpha ha. Thì những bạn nào mà không thích chạy bánh căm á thì các bạn có thể thay thế bằng bánh mâm. Đây là những chiếc này mình đã thay thế bánh mâm rồi. Thì những bạn nào không thích màu đen thì các bạn sẽ chọn là màu bạc ha, màu bạc hoặc là màu vàng đồng. Thì bên mình có ba ha, có ba loại ba màu cho mâm này ha, năm mâm năm chấu thì bạn có là thích luôn. Như chiếc này phía sau này là mình có lên cái phuộc nữa các bạn ha, phuộc này tầm khoảng 1,1 triệu ha. Đó cái phuộc màu đỏ đen, đỏ đen ha. Còn những bạn nào mà muốn độ cái thẻ từ á ha, thẻ từ này thì khoảng 700.000 thôi ha, bảo giúp các bạn là tăng khả năng an toàn hơn khi mà chúng ta để xe ở nơi công cộng ha, hoặc là nơi trọ đâu đó. Đó còn như chiếc xe này nè, chiếc xe này là phiên bản 2020 nè, là nó còn công tắc bật đèn nè các bạn ha, còn công tắc bật đèn nè. Đó thì những bạn nào mà thích xài phiên bản cũ thì mua cái chiếc xe này. Vậy đương nhiên về động cơ, về thiết kế thì cũng na ná như cái phiên bản mới thôi. Phiên bản mới nó chỉ thay thế về màu sắc cũng như tem xe thôi, còn lại động cơ hay là về máy móc hay là công suất này kia thì nó y chang như phiên bản cũ ha, không khác gì hết. Còn đây là phiên bản mới, phiên bản mới thì nó không còn công tắc bật đèn nữa nha các bạn. Và nếu mà chúng ta độ công tắc đèn á thì mình sẽ độ bên cái công tắc Cockpit Vaccine này ha, mình sẽ độ trên đây. Đó thì đó là một số cái thông tin về dòng xe Venpha 2021. Đó. Thì những bạn nào muốn thích mua màu khác ngoài hai cái màu này á thì các bạn cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ khi nào có hàng về á thì mình sẽ gọi các bạn ra để mà mình xem xe ha. Rồi thì những bạn nào mà có thắc mắc gì á thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình, hoặc là liên hệ bạn Ngân ha. Bạn Ngân là các bạn ngồi phía xa này kia kìa, là các bạn đó mà các bạn hay gọi bạn Ngân để tư vấn các bạn ha, thì sẽ được bạn Ngân dễ thương tư vấn cho các bạn về tất tần tật những thủ tục
xe hoặc là những cái thủ tục trả góp ha. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có động lực làm những cái video tiếp theo cho các bạn xem. Xin cảm ơn các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn nha.